Xin chào các bạn nhé. Theo yêu cầu đấy, một số anh em bình luận là muốn mod skin trang phục Zuka gấu nhồi bông em nhé. Hôm nay mình sẽ mod cái skin trang phục Zuka gấu nhồi bông cho anh em này. Đầu tiên các bạn hãy vào set play tải cho mình cái phần mềm Zachiever em nhé. Anh em nào tải rồi thì bỏ qua bước này này. Sau khi tải xong ấy, anh em ấn vào cái đường link phía dưới phần mô tả đấy, nó sẽ hiện lên một giao diện như thế này. Mình đã xuống một s.com anh em nhé. Để mở cái shop này ra, anh em ấn vào cái dấu ba chấm ở trên góc màn hình này. Mở trong cho me cho mình này. Đấy, sau khi ấn vào mở xong ấy, anh em kéo xuống, ấn vào chữ đặt mua. Ở đây mình yêu cầu là đặt mua và bật chuông em nhé. Shop và hitband này. Đấy. Anh em ấn vào đăng ký kênh và bật cái chuông lên là được. Sau khi ấn vào chuông xong ấy, thì anh em ấn vào cái dấu ba gạch ba chấm ấy của cái máy điện thoại các bạn ấy, mở tab ra, kéo lại cho mình cái mật cái phần cho mail các bạn vừa mở ra đấy, nó đang mở khóa anh em ơi. Nhớ là mở đăng ký kênh và bật chuông anh em nhé. Hôm nay mình đang yêu cầu như vậy. Mở khóa này rồi, nó hiện lên một cái giao diện mới ở DBE anh em nhé. Ấn vào mũi tên đi xuống này. Đấy, nó sẽ tự động tải về máy của bạn thôi. Ở đây của mình nó chạy lần 2 nó sẽ hơi nát. Đấy, của mình đã tẹp một tải xuống này. Nó sẽ hiện lên một số 1 đây, vì trong máy của mình đã có sẵn cái tẹp này rồi. Mạng hơi lag sao nhỉ? Này, 19 mà đã xong anh em nhé. Đấy, còn mình hiện số 1 này, nó đã tải thêm một lần nữa đấy anh em ạ. Sau khi tải xong cái này, anh em ấn vào Zachiever, ấn vào download này. Đây, còn mình hiện hai cái gấu nhồi bông này, biết mà. Mình xóa bớt đi một cái này. Rồi, anh em ấn vào gấu nhồi bông chấm zip anh em nhé. Ấn giải lén tại đây này. Rồi, nó hiện một tờ vàng mới này, Zuka gấu nhồi bông bên trên này. Ấn nó cho mình. Tại đây các bạn ấn vào file này, giữ khoảng 2 giây nha anh em nhé. Sao chép này. Sau khi sao chép xong, anh em kéo thanh công cụ xuống, ấn vào chữ bộ nhớ thiết bị này. Tại đây các bạn tìm cho mình mục Android nhé. Android này, data này. Tiếp tục tìm cho mình cái mục là com.arena.game.kgbl. Có biểu tượng của Liên Quân nhé anh em nhé. Có một cái EXT nó không phải này. Rồi, tại đây các bạn chỉ việc dán vào là xong thôi. Áp dụng cho các tệp này. Thay thế này. Rồi, như vậy là các bạn đã mod xong cái skin trang phục Zuka gấu nhồi bông em nhé. Xin chúc anh em chơi game vui vẻ.